Trở lại video Quang Trung, xin chào cô chú anh chị. Nay mình sẽ trở lại hồ câu rê, mình sẽ quay câu cá cho cả nhà xem nha. Ngày buổi sáng môi trường. Câu dế, dế kêu dữ à. Nè, có dế luôn nè, đang câu cá mà có dế, dế gáy dữ nè. Dế ha. Dạ. Văn Trung TV. Dạ. Này hồ chiều dài cũng gỡ 150 mét đó nha cả nhà. Chiều ngang nó chắc cỡ 50-60 mét, quá trời rộng luôn. Thì đây mình đi sẽ đi quay hết những cái dòng hồ cho cả nhà xem này. Trời bữa nay cũng ui ui mù, cũng mưa cả nhà. Trời cũng sắp mưa. Hồ quá rộng luôn cả nhà. Thì đó, mình quay chia sẻ cho cả nhà xem thấy hồ quá rộng luôn. Ai mà thích câu câu rê nè, câu giải trí thì vào đây câu nha cả nhà. Quá trời rộng luôn. Thì bữa nay sau cá nó chậm ăn lại. Thì, anh em cũng về. Cá chậm ăn. Này sao chuyển qua đây hả? Nay đây có mình hả? Được mấy con hả? Cái hồ cho cả nhà xem nha, quá rộng luôn nha. Ai câu giải trí thì thích câu giải trí thì vào đây cả nhà. Thì nó có hồ câu cá xê vàng với lại hồ câu cá nàng hai nha cả nhà. Lần này quá rộng luôn. Cá sình đây mà không vớt lên để hồi gì hả? Nó phải vớt lên chứ. Cá. Anh em ngồi câu quá. Rộng lắm nha. Đây muốn ngồi cho nào ngồi. Quá trời rộng luôn. Trời sắp mưa, trời đen thui này. Ở đây có mấy cái bóng cây rồi mát mẻ. Đó, từ đây bờ bển là cỡ 50-60 mét đó cả nhà. Chiều ngang, chiều dài trăm cỡ 160-170 mét. Nó trời dài lắm, rộng. Đây nó trống, mình ngồi mình câu gió thoáng mát.
Đây, đây mình ra quay lại hồ cá Cầu Rề này. Nó niềm rề này. Rề cỡ đó mà cá không ăn ha cả nhà. Tại bên đây cá ăn cũng do thời tiết nữa nha. Chung hồ đây rất rộng. Ở đây thì ngày nào cũng ăn đổ cá nha cả nhà, ngày nào cũng ăn đổ hết, sáng đổ chiều đổ. Bữa nay ăn chậm quá ha. Chung bữa nay dù do thời tiết cá chậm ăn, cả nhà thấy nước sóng gió. À, sắc tủ câu được 2 con heo mà không đóng tiền heo vô. Không tin luôn. Không biết xui hơn nữa. Hả? Giờ là đuổi nó luôn chứ giờ xui. Nó phá heo rồi, phá 2 heo rồi. Phá heo ta chửi ơn sùng. Cái này quấn bài nó kêu là thúi heo nè. Né bên kia. Né con heo bên kia chạy vào đây quấn quấn rác không quấn những heo đụng. Thầy. Tao khó hiểu nó tao không chịu luôn. Như lên heo vậy là đầu là nó đâu tính đâu phải không? Đâu đâu có hỏi nó có chơi heo không, hay không đâu. Không, ý là bây giờ nó mất heo rồi thì nó vẫn bỏ xuống lại cho mấy người ta đăng ký heo chứ. Hai con heo khác. Bỏ 2 heo khác. Anh ra báo cho anh là giờ lên 2 con rồi. Ừ. 2 heo khác xuống. Cho người ta chơi chứ. Cho anh em khác chơi chứ. Chứ bây giờ lên 2 heo rồi, nhiều người ta biết giờ không có heo nữa sao? Phải nó phải gài vô 2 heo khác là để cho người ta biết. Đúng là phải vậy chứ mình lên heo cũng không được thả xuống lại bắt luôn. Hả? Lên heo mới bắt luôn. Về mấy người ta đăng ký ghê mất heo người ta đâu chịu. Mấy anh chơi anh không đăng ký heo mất heo người ta đâu chịu. Tôi đâu muốn đâu. Cái này là cho nó ăn chứ. Thế nãy Khoa nói em với Phúc này ngon rồi, mỗi đứa 2 triệu. Ông bắt đi đãi luôn á, đi nhậu nó chết luôn. Nổ vừa. Không đóng tiền heo. Lên 2 con mà không có đăng ký heo. Giờ là 2 con là giờ chủ hồ phải bỏ xuống lại 2 con heo cho mấy người ta đăng ký là câu heo. Tại vì anh chú hồ đâu có hỏi đâu. Anh chú hồ đâu có hỏi nó. Câu được hàng. Đâu hỏi đâu. Nó đâu biết đâu. Em mới vô câu được 2 lần anh ơi. Bây giờ mà anh câu nữa lên nữa đó. Lên heo nữa. Mày mà lên con heo nữa mà. Hỏi cho câu luôn đấy. Lên con heo nữa cả hồ bu quýnh mày đó. Phá game ta là tao bực rồi. Thank you.
Này, hồ rộng không? Này, hồ đây mà dễ gì mà lên một con heo luôn, cũng một vấn đề đó. Hồ rộng quá trời rộng luôn. Này, chú Thái. Không, không đóng tiền mà câu heo lên ta phạt nè. Đúng rồi. Hàng heo này, đây coi. Đây. Không có, không có. Đây, cá này cho anh em coi nè. Đúng không? Thì, cái người cần lên heo thì không lên, những người không cần lên heo cả nhà ơi. Thì... nay là cậu được hai con mà lên đúng hai con heo luôn, anh không đăng ký câu heo nha, đúng đúng hơn luôn cả nhà. Người ta đăng ký câu heo mà cả mấy tháng trời câu chưa được con nữa. Thì thôi tới đây video cũng khá dài rồi cả nhà. Cả nhà có yêu thích cái video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh để Trung có động lực ra tiếp video cho cả nhà xem nha. Tạm biệt cả nhà.